Thưa quý vị, xác định trách nhiệm vai trò trong công tác chăm sóc sức khỏe bệnh nhân, nhiều y bác sĩ trẻ luôn nhiệt huyết xung phong đi đầu trong công việc, nhất là giai đoạn chống dịch COVID-19 vừa qua. Tại bệnh viện đa khoa khu vực Hậu Nghĩa có một câu lạc bộ thầy thuốc trẻ nơi tập hợp những y bác sĩ luôn hết mình phục vụ nhân dân. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, xung kích tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, câu lạc bộ thầy thuốc trẻ được thành lập với 22 thành viên. Sau gần một năm hoạt động, các thành viên đều ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ quan trọng đang thực hiện. Với vai trò là bác sĩ trẻ cũng như là cùng với các bác sĩ trẻ của trên địa bàn huyện Đức Hòa, nói chung thì chúng tôi luôn cố gắng từng ngày từng phút luôn nâng cao điều chất lượng điều trị phục vụ cho bệnh nhân, không ngừng học hỏi về kiến thức, về chuyên môn. Chúng tôi sẽ phải không ngừng học hỏi về cách ứng dụng công nghệ thông tin, cũng như rằng là sẽ phải tuyên truyền hướng dẫn người bệnh, người nhà thân nhân bệnh nhân ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác khám chữa bệnh. Trong giai đoạn gian khó chống chọi với dịch COVID-19, các thầy thuốc trẻ luôn là lực lượng tiên phong ở mọi nơi tâm dịch. Bên cạnh đó, lực lượng này thường xuyên tổ chức nhiều buổi khám và phát thuốc miễn phí cho người già, người nghèo tại các huyện vùng sâu vùng xa trên địa bàn. Nói về cái câu lạc bộ của thầy thuốc trẻ và cái nhóm thầy thuốc trẻ ở bệnh viện đa khoa khu vực Hậu Nghĩa trong thời gian qua là luôn đi đầu trong các công tác khám và điều trị bệnh, thì có thể nói là các thầy thuốc trẻ đây luôn luôn thể hiện cái ý đức rất là tốt, theo như là lời dạy của Bác Hồ là lương y như từ mẫu. Còn về chuyên môn, các anh chị luôn luôn đáp ứng được cái điều trị hiện tại và có nhu cầu học tập rất là cao. Cùng với lực lượng nòng cốt là các y bác sĩ thâm niên trong nghề, những thầy thuốc trẻ vẫn luôn cho thấy tinh thần cống hiến của mình đối với nghề y. Họ vẫn tiếp tục trên chặng đường phấn đấu để giỏi y thuật, giàu y đức, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân như lời dạy của Bác, lương y như từ mẫu.